Dạ, tiếp theo em xin giao lưu một combo gồm hai cây sam hương ha. Cái thứ nhất là một cây ôm đá nè, cây đã được hình bộ tàn tự nhiên ha. Cây này mình càng nuôi cái bộ tàn nó dày lên thì cây nó sẽ càng đẹp hơn nữa. Đây là một cây siêu mini ha, cây rất là bé nè, nhìn nó như một cây cổ thụ nhỏ nhỏ vậy á. Đây là cây thứ nhất ha. Và cây thứ hai là một cây siêu mini dáng đổ treo ha. Cái này mình về mình vô một cái chỗ ống cao nè, xong rồi mình nuôi cái bộ tàn đó, càng ngày cái bộ tàn nó càng ấm lên thì nhìn cây nó sẽ càng đẹp ha. Rồi em xin giao lưu combo hai cây sam hương này với giá là 170.000 em bao ship. Mọi người ai quan tâm có thể liên hệ với em qua Zalo để phần mô tả. Rồi, em cảm ơn mọi người đã theo dõi video của em ha.